Chị hai ta về một nhà. Em trai đang vú. Ôn đầu. Em cầm. Bồ là chính. Mùi khô. FRG bạc ca FGR gió made in Italy, gió làm mát đẻ nhiều dầu. Bài thắng đời con rainbow hết. Di động EMA, đồng hồ E2M. Xe nhiều đồ chơi, sườn đồ chơi luôn. Phụ liền sao luôn. Quá nhiều đồ chơi dây dầu để bánh căm là căm này là căm sơn đen luôn nha anh em. Dây dầu của anh pha luôn đó. Quá phơi. Trời quá nhiều. Xong. Tại TBK Team 147 Tân Khai. Xe này là của em trai Đăng Dũng. Hello. Rồi, ok anh em. Ta xem clip nha. Quay cái đồ chơi xe S1000 full đồ chơi của Đăng Dũng tại xe ở Cần Thơ.